Hello, chào cả nhà. Em vừa mới đi quay về các bác ạ. Vừa chui vào trong phòng tắm và vừa phải coi như là tắm bằng sữa tắm của gọi là Skin AEC ngay. Tại vì em sợ đen vô cùng, em sợ bắt nắng vô cùng. Nhưng mà thực sự là cái thời gian gần đây mà khi mà sử dụng xong cái Skin AEC á là em không bị bắt nắng. Không biết là với các bác như nào nhưng mà em cảm giác như là cái da của mình nó không có thay đổi gì nhiều. Mà nói thật là thời gian ngày xưa khi mà em đi quay á là em cứ xác định là thôi hy sinh làn da rồi. Nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt là diễn viên hay phải quay ngoài trời, hay phải di chuyển ở ngoài trời là phải xác định là da ai trông đen nhẻm mà da ai nói chung là cũng phải chấp nhận là bị xấu, bị bào mòn hoặc là bị không đồng đều màu da, chỗ trắng chỗ đen. Chứ còn nói thật là nếu mà để nhìn ở bên ngoài mà gặp các diễn viên á mà hiếm có ai mà lên hình ý mà đã đẹp mà ở ngoài còn đẹp hơn lắm, hiếm lắm. Chỉ có gặp Thanh Hương thôi. Chỉ gặp Thanh Hương ở ngoài đời là thấy Thanh Hương đẹp hơn so với trên hình thôi. Thôi nói vui vậy thôi nhưng mà đúng là như thế. Chia sẻ thật với nhà mình là thời gian trước kia khi mà em bắt đầu bước chân vào nghề mấy năm trước là em đã phải đi quay ngoài trời rất là nhiều. Cái thời tiết hanh khô cũng như là cái thời tiết mà nắng gió nóng bụi nó vào cho da của mình. Da mặt mình thì mình có thể gọi là sử dụng được kem rồi mình dưỡng rồi mình chăm rồi mình spa các kiểu, nhưng mà body thì mình không tránh được. Mà ngày xưa tốn bao nhiêu tiền vào spa cũng không ăn thua, bởi vì spa nó chỉ là một cái bước là để mình gọi là giảm stress, giảm căng thẳng, mình nghỉ ngơi, gọi là tạm gọi là mình ngủ gật một tí đi, ngủ 1-2 tiếng mình nghỉ và xong rồi đứng dậy là mình thực ra là cái da nó không cải thiện được nhiều mà nó tốn kém vô cùng. Thì thực sự là khi mà có cái bộ sản phẩm, cái combo Skin AEC này, Hương Hương yên tâm tuyệt đối mà tự nhiên nó tiết kiệm được một cái mức chi phí, tức là chỉ mất có bao nhiêu 1.470.000 thôi, được cả combo như thế này, vừa có sữa tắm này, vừa có cái gọi là sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này, rồi vừa có cả dưỡng ngày, vừa có cả dưỡng đêm. Mà nói thẳng luôn là khi mà dùng cái Skin AEC này thì các bạn đi quay, đây là Hương ví dụ, Hương là diễn viên Hương đi quay, còn các bạn đi ngoài đường dù là nắng gió bụi bặm hay như thế nào, khí hậu môi trường ô nhiễm ra làm sao, đã có đủ công đoạn của cái dưỡng và cái sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính của Skin AEC này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là da nó không có bị cái vấn đề gì cả. Thì ngày hôm nay Hương cũng muốn là Hương sẽ test gần như là đầy đủ tất cả cái sản phẩm này để mọi người xem là mỗi một cái sản phẩm cái tác dụng của nó như thế nào. Ngoài những cái điều mà Hương nói ở đây thì Hương sẽ làm thực tế trên da của Hương luôn. Và đây nhá, đây cái chai này thì Hương có chia sẻ, đây là cái chai mà được tặng khi mình mua cái combo này đúng không ạ? Nhà mình nhớ nha, sản phẩm này 100% nguyên liệu là Hàn Quốc, toàn là thiên nhiên thôi nên mua hàng mình yên tâm. Nhưng cái điều quan trọng mình để lại số điện thoại để làm gì ạ? Để bên công ty có thể hỗ trợ tư vấn cũng như là ship hàng cho mọi người một cách nhanh chóng nhất. Nhớ nha, 1.470.000. Sản phẩm, mỗi một sản phẩm là 490.000 lận cơ mà. Nhưng mình mua 4 sản phẩm này mà chỉ có giá là 1.470.000. Đó, mua combo được tặng thêm chai sữa tắm. Nhưng cái chai sữa tắm được tặng này không phải là cái chai gọi là khuyến mại mà là nó không tốt hay là gọi là để người ta cho thêm mình đâu. Bên công ty họ bán không phải là bán cho một mình Hương, không phải là bán cho một mình các bạn, mà ở bên công ty thường là không đủ hàng để phục vụ cho khách hàng, là bởi vì cái Skin AEC nó quá nổi tiếng và hiện tại bây giờ là nổi tiếng trong cả giới showbiz rồi, nghệ sĩ dùng rất là nhiều, mà thường nghệ sĩ họ quan trọng lắm, họ cẩn thận lắm, đúng không, họ cầu kỳ, họ kỹ tính lắm mà họ còn sử dụng, thì có nghĩa là chị em phụ nữ chúng mình, các bà mẹ bỉm sữa, kể cả các anh luôn, cũng có thể yên tâm khi sử dụng cái Skin AEC này. Thì đầu tiên Hương xin phép Hương sẽ test cái công đoạn một ngày khi mà chăm sóc da của Hương á, thì mọi người biết rồi, ban ngày thì đương nhiên là Hương sẽ dùng cái kem chống nắng ban ngày, ban đêm Hương dùng kem ban đêm. Nhưng ý, khi mà trở về nhà đầu tiên Hương sẽ dùng sữa tắm này. Đây, sữa tắm này White Skin Bag. Đấy, White Skin Bag, sữa tắm mà được tặng trong cái combo 3 sản phẩm này á. Đó, mình lấy ra một cái lượng vừa đủ để mình làm sạch da á. Thì cái công đoạn này với Hương á, Hương nghĩ rằng nó là một cái công đoạn mà mình đi làm về, mình đi quay về, đó, khói bụi ô nhiễm và đặc biệt là nắng nôi, nó hại da mình, nó bào mòn da mình. Thì cái sữa tắm này nó chính là cái công đoạn mà làm sạch da đầu tiên, chính là cái công đoạn sữa tắm này. Cái này mình cứ massage nhé, massage đấy, mọi người thấy không, nó lên bọt ngay, là bởi vì da Hương đang gọi là khá là bẩn đấy, thì nó mới như thế này, lên bọt, nó nổi cái bọt này lên. Và những cái bọt này là những cái bọt mà coi như là nó đang đào thải hết những cái độc tố trong da, đó, đào thải hết, nó hút hết những cái bẩn ra. Và quan trọng, Hương coi rằng đây là một bước tẩy da chết đấy, một bước tẩy da chết cho da, làm sạch da công đoạn đầu tiên đấy. Mà không có cái này là da nó không sạch hoàn toàn đâu. Mình cảm giác như kiểu mình chăm sóc da mặt á, đầu tiên là mình cũng phải dùng gọi là tẩy da chết, tẩy trang, sau đó thì mình mới dùng đến cái công đoạn là mình dùng sữa rửa mặt, đúng không? Thì đây nó gần như là cái công đoạn là tẩy trang đầu tiên, sữa rửa mặt đầu tiên. Đó, đây, massage này,
để cho cái sữa tắm nó thẩm thấu vào. Cái này mình dùng hàng ngày được nha mọi người. Dùng hàng ngày như sữa tắm bình thường. Dùng hàng ngày như sữa tắm bình thường. Lấy đi hết độc tố này, 100% nguyên liệu thiên nhiên này. Đó, dầu ô liu này, đấy. Vitamin này. Đó, collagen này. Lấy đi hết những cái chất bẩn này và sản sinh thêm collagen này. Và cái quan trọng nữa là nó thu nhỏ cái lỗ chân lông. Ok, sau khi mà nhà mình đã massage xong bằng cái sữa tắm của White Skin Bed là đã làm trắng da. Thì đây nha, nhà mình xem này, Hương sẽ tẩy đi luôn này. Đây là công đoạn đầu tiên khi mà sử dụng cái White Skin Bed, có nghĩa là cái sữa tắm trắng da mình dùng hàng ngày cho body, đó, cho toàn thân. Đây nhà mình nhìn này. Một lần đầu tiên thôi với sữa tắm của Skin IC. Cái chai này là cái chai mà để mà tặng mà khi mọi người mua combo 3 đấy, là cái chai khuyến mại đó, cái chai sữa tắm ở đây. Đây là lần đầu tiên với sữa tắm này. Và tiếp theo nữa nha mình theo dõi này. Tiếp theo nữa là đến cái công đoạn của sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính. Đây. Nó gọi là thần dược đây. Gọi là kinh khủng luôn đây. Sau khi đã dùng cái sữa tắm trắng da hàng ngày thì mình dùng cái bước công đoạn là sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính. Thì cái này nó cái công đoạn là kích trắng. Đấy, tác dụng của nó là kích trắng. Nhà mình xem nha. Xem có đúng những gì Hương chia sẻ không nha. Công đoạn này là công đoạn kích trắng. Đó. Và Hương đã nói rồi, sau khi sử dụng sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính thì nó bật tông luôn. Có nghĩa là sao? Vừa nãy Hương làm sạch da với sữa tắm là đã thấy khác rồi nha. Đã thấy khác rồi. Mà da Hương là đã dùng Skin IC là lâu rồi đấy nhá. Chứ không phải là như là một số bạn chưa dùng là lần đầu tiên đâu. Nhưng hôm nay Hương vẫn cứ thử nghiệm trên da để mọi người xem cho nó rõ hơn. Không có mùi hôi. Chống oxy hóa, trẻ hóa da, an toàn, đặc biệt không bắt nắng. Tất cả các sản phẩm trong sữa tắm này đều là không bắt nắng hết. Cái này là cái công đoạn sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính nhá, mọi người thấy không? Đây cái thành phần than hoạt tính, nhưng mọi người nhìn đây ạ, nó màu nó sẫm sẫm đây, màu như kiểu than đây ạ. Da đen nhất này, ngăm nhất này, da nâu mà nói rằng là không dùng bất cứ một sản phẩm nào mà lên trắng được, lên tông được, dùng qua Skin IC đi ạ. Nhà mình sẽ cảm thấy ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa. Thôi nhưng mà nói thế thôi, bây giờ thử đã. Xong lát Hương tẩy đi, nhà mình sẽ xem được luôn. Đấy nhá, công đoạn nào nó cũng quan trọng. Đừng có nghĩ rằng là mình chỉ cần dùng một trong những cái sản phẩm ở trên đây thôi. Hương nói rằng là bất cứ một sản phẩm nào nó cũng có công dụng riêng và nó có cái tác dụng đặc biệt riêng. Tuy nhiên nếu như mình kết hợp được và mình gọi là 1, 2, 3, 4 là for song kiếm gọi là tứ kiếm hợp bích thì nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều. Tội gì đúng không bạn? Đây mọi người nhìn da của Hương đi. Da mặt và da body của Hương rất là đồng đều màu da. Là bởi vì Hương rất là chăm dưỡng bằng Skin IC đấy. Và Hương không bỏ bất cứ công đoạn nào. Khi mà Hương đã dùng, có những ngày nhá. Ngày đầu tiên khi Hương mới dùng, Hương dùng cái này, ngày nào Hương cũng dùng. Để cho nó lên tông. Và khi mà nó đã đều màu da thì một tuần Hương dùng 3 lần. Còn cái sữa tắm này thì ngày nào cũng dùng. Đó, sáng ra thì Hương dùng cái kem ngày. Tối về Hương dùng kem đêm. Đơn giản như thế thôi. Chẳng mất bao nhiêu thời gian của nhà mình đâu. Mỗi một lúc chắc là chăm sóc được khoảng nửa tiếng. Nếu mà làm nhanh, đúng không ạ? Đây, trong cái quá trình mình massage như thế này này, cái thành phần thiên nhiên 100 nhập hàn này, đó, nó đã thẩm thấu vào da. Những cái da bị sạm màu này, nó được detox hết này. Đó, đẩy hết những cái độc tố, những cái nám, những cái gọi là bẩn ở trên da. Nó đã ăn mòn vào trong da rất lâu rồi. Nó ngăn ngừa quá trình lão hóa cho da, làm mịn da luôn. Không những trắng mà còn mịn da và trẻ hóa da. Nó ức chế cái quá trình melanin này, cái quá trình mà bị oxy hóa. Mà mọi người biết rồi, khi da bị càng bị oxy hóa thì có nghĩa là nó càng bị nhăn nheo, teo nhão xệ đi rất là nhiều. Thì đây, cái này nhà mình yên tâm nhá. Skin IC đã có chứng chỉ y tế, đã có giấy và đã có chứng chỉ y tế nên nhà mình yên tâm. Nhớ để lại số điện thoại để bên công ty có thể tư vấn cho cả nhà. Mua hàng yên tâm bởi vì nó là 100% là thiên nhiên. Nó không có hóa chất, nó không có bất cứ một cái chất kích trắng, lột trắng hay kem tẩy, kem trộn gì ở đây hết nha. Đây, sau khi mà Hương đã detox bằng cái sữa tắm kích trắng một bước thang là tính đây, Hương tiếp tục Hương lau tay đi để nhà mình theo dõi nha. Lau sạch đi để nhà mình xem nha.
Đây là tiếp theo đến công đoạn sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này, có nghĩa là được hai công đoạn rồi. Thì bây mọi người soi này. Bắt đầu lên tông tiếp chưa? Bắt đầu lên tiếp chưa? Nhà mình ngắm luôn đi cho nhà mình nhìn bằng gọi là người thật việc thật, mắt thấy tai thì đang nghe. Đây em nói và em làm luôn, nhà mình xem đi. Đây là da coi như là đã dùng skin AEC rất là lâu rồi mà còn lên tông như thế này. Thì những bạn dùng lần đầu tiên, các bạn nghĩ đi, các bạn có lên tông được không? Hương đảm bảo nó phải là một mười một tịch luôn. Các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên vì những cái điều mà skin AEC đã mang lại cho chúng mình. Hương không mất nhiều thời gian đi spa đâu, Hương chỉ có ở nhà chăm sóc bằng skin AEC thôi là đủ ngon lành rồi. Ok, và sau khi đã dùng sữa tắm kích trắng một bước thăng là tính, nhà mình tiếp tục. Ví dụ bây giờ là Hương về nhà, Hương nghỉ ngơi rồi, Hương không có đi ra ngoài nữa thì Hương sẽ không dùng cái kem ngày mà Hương chuyển sang dùng kem đêm. Đây kem đêm đây, body cream nha. Còn ban ngày nó là lotion make up, nó thay một cái lớp như là make up cho da á. Đó, mặt mình make up thì da mình nó cũng được make up, nó đẹp như kiểu mình đánh phấn cho da. Đó, thì bây giờ tối về Hương dùng cái body cream là để Hương dưỡng nha. Đây nhà mình ơi, xem cái chất kem này, cái chất kem của nó đây này, nó mềm nó mướt như thế này này, chất kem này, chất kem mềm mướt ăn ngay vào da luôn, mê lắm mọi người ơi, thích lắm, thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Thấy không, không nhờn, không bết, không dính gì nha. Tối đi ngủ mà bôi thế này thì ngủ cái thứ nhất là rất ngon. Người nằm bên cạnh mà ngửi thấy mùi kem thì thôi cũng thôi rồi luôn. Ngất ngây luôn, ngất trên cành quất luôn. Tay mềm mịn, mướt mải. Hà Nội bây giờ đang hanh khô lắm nhà mình ạ. À, mà cả nhà nhìn đi, tay Hương có bị hanh không, bị nứt nẻ gì không? Mềm mại, mướt mải chưa? Tiếp tục so sánh cho Hương này. Tiếp tục so sánh cho Hương này. Đây nhà mình ơi, nhà mình ơi, nhà mình nhìn đi ạ. Nhà mình thích không? Nhà mình mê chưa? Mê đắm chưa? Những gì mà Hương chia sẻ thì có đúng không ạ? Đó, ngày hôm nay làm cái clip này là cái câu hỏi mà để trả lời cho tất cả các bạn, là các bạn nói rằng là chị ơi em đầu tư gọi là một lọ để em dùng thử xem có được không. Nhưng mà nhà mình nên khuyên chân thành, nhà mình nên mua cả bộ vì mỗi một sản phẩm nó là một công dụng đặc biệt riêng rất là thích, và công dụng nào cũng quan trọng như công dụng nào. Đây là mình nhìn đi, tay không có tay có đây mọi người ơi, nó trắng bóc đến mức độ như này nhá, nó trắng sang chảnh chanh xả nhá, chứ không phải trắng loang lổ đâu. Nhà mình nhìn đi, da trắng rất đồng đều màu da. Ok, nãy giờ chia sẻ cũng khá là nhiều rồi, hơi mệt rồi. Đi làm về chưa được nghỉ tí nào đây. Nhưng mà yêu thương nhà mình quá, là bởi vì sao? Cũng muốn là để nhà mình thật sự là yên tâm khi mà mua hàng của Skin AEC. Hương không bán hàng, nhưng mà Hương đã dùng, Hương trải nghiệm, Hương thấy rất là thích. Và Hương cũng muốn là chị em cùng đẹp giống như Hương. Nhà mình nhớ nha, mua combo bây giờ ba sản phẩm đang được tặng thêm một sản phẩm là sữa tắm, chỉ có giá là 1.470.000. Và nhớ để lại số điện thoại để bên công ty tư vấn thêm nhà mình nhá. Cứ yên tâm nhá, dùng xong đảm bảo trắng, auto trắng, trắng bền vững, trắng vĩnh viễn luôn.